Gần 600 chậu cúc đại đoá như ý và cúc pha lê nơi gian hàng của chị Huỳnh Thị Ngọc Thảo như một tấm thảm vàng rực bừng lên trong nắng mới nơi góc công viên Gia Định, thành phố Hồ Chí Minh. Hoa được đưa từ Khánh Hòa vào thành phố Hồ Chí Minh để phục vụ nhu cầu chơi hoa Tết của người dân thành phố. Ngày càng ưa chuộng các loại cúc chậu lớn, thân cao từ miền Trung, bên cạnh các loại cúc miền Tây Nam Bộ. Hoa này là từ Ninh Hòa vô. So với năm ngoái thì năm nay do cái thời tiết, nói chung là tình hình chung là nở hơi sớm so với năm ngoái. Chợ hoa công viên Gia Định là một trong 4 chợ hoa Tết lớn nhất thành phố, cùng với các chợ hoa tại công viên 23 tháng 9, công viên Lê Văn Tám và Phú Mỹ Hưng. Đủ các loại từ hoa kiển Tết truyền thống ba miền như mai vàng, đào, dạng thọ, cúc mâm xôi, cúc đại đoá, màu gà, hướng dương, tắc kiển, ớt kiển, tới nhiều loại hoa phong cách mới như địa lan, lan hồ điệp, lan thái, cùng góp mặt tại các chợ hoa xuân, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Nó bung sớm, đấy, cho nên chất lượng là cái số lượng mà còn lại đẹp rồi ít. Chọn lọc đưa những loại đẹp vào trong để phục vụ bà con. Tùy theo loại bông, nó sẽ dao động từ 200 mấy đến 300 mấy một nhánh. Đó, còn có những loại bông cao nhất nó sẽ là từ 900 đến 1 triệu mấy một nhánh. Đó. Ghi nhận tại các chợ hoa, giá hoa Tết năm nay không tăng nhiều so với Tết trước, một vài mặt hàng tăng giá nhẹ. Các nhà vườn cho biết dù cước phí vận chuyển có tăng nhưng cố gắng giữ mức giá ổn định, sản lượng hoa Tết về các chợ cũng không tăng. Hoa thấy cũng chất lượng. Sáng giờ thì có lựa được 2 chậu cúc lớn, 2 chậu vạn thọ với 2 chậu cúc mâm xôi. Mình đến đây là mua bông chân công ty, qua năm nay nói chung là ít hơn so với năm trước. Các chợ hoa Tết mở cửa từ 23 tháng Chạp đến 12 giờ trưa 30 Tết. Không chỉ là nơi mua bán, chợ hoa Tết còn trở thành điểm tham quan vui chơi thú vị, đặc sắc trong những ngày giáp Tết của người dân và khách du lịch du xuân, góp thêm nét duyên cho những ngày xuân nơi thành phố.